괜찮아. 옆 빼봐. 오. 와, 시원하다. 맞지? 예. 이 아주. 오. 차량아, 차량아, 차량아. 이. 어. 아. 예. 이거 좀 나. từ mấy giờ đi buổi trưa thì không có vui. Cha tôi nói là đi bắt đầu giờ năm rưỡi 6 giờ. Ui chú cha nào chôm chôm Lam Phú Thanh à, Lam Phú Thanh hay là ý cơ sở Yeah.
chớp chớp bé thắt gì hả hả chú xin hả Hùng ơi con chụp hình cho em đi giờ ghi sơ mà anh Hùng chờ chụp cái cơn
ăn cái này hả? Tiệm này mở 150 vậy? Rồi xài xin kia ông ngoại, kia ông ngoại, trời ơi nó rồi. Anh Hùng chụp hình cho em đi. Nó rồi chụp hình kìa. Ấy, ui rồi, cái xài nào cái xài nấy rồi kìa, to đúng. Rồi, cảm ơn chú. Thôi thôi, anh dòm kìa, chai eo kìa. À, bí nè, cà rốt nè, khoai lang nè, củ hành nè, à, tỏi nè, là có đủ hết đó. Cái là cái nào bán cái gì là treo bẹo đấy. Thì mới treo mấy món luôn kìa. Người ta đi mà ổng không có sợ gì chân. Thằng cha nó nhát chứ. Chú cha này son gì lắm hè, về ba son cắp cổ mùi đâu nói thôi. Bây giờ mép bên đây
không chú? Măng cụt nữa kìa. Hả? Ờ thôi. Ăn cho con. Không, đừng con. Con chó. Ôi giời. Thôi không sao. Dừng chú, dừng chơi. Nó thấy con chó rồi. Con chó. Ơi, chôm chôm măng cụt. Đi ra. Dạ. Ê, wow. Đấy nó bán trên ghe hủ tiếu rồi kia mấy tay rồi ta ăn rồi kìa. Chú xem. Ăn gì không anh? Cũng riêu kìa, ăn mới dừng ăn lâu ăn nhanh. Vui quên đường về. Ồ, đi giờ này nè, đi giờ này mới vui chứ không phải là nói là chờ nổi không có gì. Tao phải có ngày thứ bảy chủ nhật rồi nó mở cửa từ năm rưỡi sáng đến 9 giờ sáng. Người quá trời luôn, ghe quá trời, tao bán đồ quá trời luôn. Đi chưa trời chưa chập rồi làm gì có mà vui. Trời mùi sầu riêng thơm nồng nặc luôn. Ôi trời, tao lên tàu kìa. Dạ. Đi lên bờ ăn đi. Ăn ở đây khó. Mấy giờ mình đi, mình người lớn á thì còn được. Người ta dừng người ta ăn nhiều. Đó. Tại vì trên sông đậu cũng đậu rau đậu, như trên bờ đâu có đậu. Thì muốn ăn gì lên bờ ăn. Lên bờ đi. Lên bờ ăn. Đi vô kia chơi rồi mình ăn. Vô kia. Bởi nói đi chợ nổi đi mấy đứa bển nói à mà chợ nổi có gì vui đâu đi chị. Ghê quá trời sông vui. Thì người ta cũng đi du lịch quá mà. Người ta đi du lịch mà. Chủ yếu là cho hai thằng này nó biết xuồng ghe thôi. Lấy cũng vui đó. Hả? Vui đó. Muốn lên luôn. Chị Mỹ Sơn. Chị Mỹ Sơn. Bé à nha. Vui đó. Mua đó cá sơn. Y tá à, chú y cả sợ mua cơ. Tôi nô đó cãi cơ à. Muối hả? Nè con bán muối đi, con bán muối đi. Đấy, Kim Cương nó cao muối không? Có ai mua không nè, đừng Kim Cương nó ship vàng quá.
nói ở Cần Thơ này có siêu thị to lắm, nó đòi đi siêu thị to đó. Đấy đấy, nó còn biết hơn con không? Đấy, bà con cô bác ra tôi. Ôi trời ơi, nó bảo á, nó bảo ở Cần Thơ này có siêu thị to lắm, đưa nó đi. Hùng làm sao bằng biết bằng em. Út ơi, thằng cha nó nói mẹ ơi, ở Cần Thơ này có siêu thị to lắm, mẹ đưa con đi, thấy không? Còn biết hơn anh Hùng nữa. Siêu thị bên đây nè. Ta nói rồi, nó vô mạng, nó đánh, nó tìm hiểu hết. Hay ta phone có chắc ba. Ở đó, đó cái gì nó kêu đó. Chụp hình đi.